Trước hàng loạt những phát ngôn gây tranh cãi, nhóm anti-fan của Hoa hậu Ý Nhi đang thu hút tới hơn nửa triệu người tham gia và liên tục có những động thái chỉ trích, yêu cầu tước bỏ ngôi vị. Thậm chí mới đây, một thương hiệu thời trang đã lên bài thông báo xóa bỏ toàn bộ hình ảnh liên quan tới Ý Nhi và tuyên bố không bao giờ hợp tác cùng nàng hậu trong tương lai. Người sáng lập thương hiệu này cho biết, nhãn hàng đã nhận làn sóng phẫn nộ cực lớn từ anti-fan của Hoa hậu. Những clip, hình ảnh có sự xuất hiện của Ý Nhi được thực hiện từ lúc cô chưa đăng quang, giống như mọi thí sinh khác của cuộc thi. Khi nàng hậu vướng tranh cãi, phát ngôn đã gây ảnh hưởng ngược lại tới thương hiệu. Đại diện thương hiệu cũng khẳng định không tán thành, không chê bai, chỉ suy xét về những tiêu chí để đồng hành với một cuộc thi hay cá nhân nào đó. Đồng thời tuyên bố rằng, sau khi suy xét về những tiêu chí giữa tính cách thương hiệu và Hoa hậu Ý Nhi thì chúng tôi thấy không phù hợp và có đăng tải không đồng hành. Hy vọng mọi người không bình luận quá khích khiến ảnh hưởng tới người lao động chân chính. Trước đó, thương hiệu này là nhà tài trợ cho cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Thưa quý vị và các bạn, với việc liên tục đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi, ngay khi vừa đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi không được lòng công chúng. Mới đây, nàng hậu lại tiếp tục bị dân mạng soi ra có những phát ngôn gây tranh cãi khi xuất hiện tại một triển lãm sau đăng quang vài ngày. Theo đó, khi được hỏi về cảm nhận của một buổi triển lãm, Hoa hậu Ý Nhi sử dụng cụm từ nạn đói, nạn rốt, khiến nhiều khán giả bức xúc, cho rằng ngôn từ của tân Hoa hậu hạn hẹp, vụng về, cho thấy tư duy ngôn ngữ còn hạn chế. Cụ thể, khi được MC hỏi cảm nhận về buổi triển lãm, Hoa hậu Ý Nhi cho biết thực sự là Ý Nhi cũng như top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 là những người luôn mong muốn mang đến giá trị có ích cho cộng đồng. Ý Nhi mong muốn sức ảnh hưởng của mình cũng như top 3 có thể lan tỏa sự nhân ái, yêu thương đến với mọi người nhiều hơn. Từ đó, dự án này cũng được phát triển để thu thập đủ số tiền có thể giúp các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa có điều kiện đến trường, xóa được nạn đói, nạn rốt ở đây. Ý Nhi thực sự mong muốn lan tỏa được những điều tốt đẹp tới mọi người. Hiện tại đoạn video phỏng vấn này đang được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng và nhận về rất nhiều ý kiến, bình luận tiêu cực từ khán giả. Nhiều người cho rằng Hoa hậu Ý Nhi có cách diễn giải rườm rà, thậm chí nhiều ý kiến còn chỉ trích cách nói thiếu tế nhị của người đẹp khi dùng từ nạn đói, nạn rốt. Cũng là Hoa hậu gây chú ý trong thời gian vừa qua như Hoa hậu Ý Nhi, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 Đinh Như Phương là Hoa hậu đầu tiên có quyết định táo bạo, trả lại vinh miệng cho ban tổ chức cuộc thi ngay sau giây phút đăng quang. Theo đó, ngay trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi, khi vừa được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu, người đẹp đến từ Quảng Bình này đã quyết định trả lại vinh miệng trị giá gần 4 tỷ đồng cho ban tổ chức để làm từ thiện. Mặc dù đã diễn ra được 10 tháng nhưng vừa qua, sự việc nói trên liên tục nhận được sự chú ý của dư luận. Trả lời VTC Now, Hoa hậu Đinh Như Phương đã nói rõ lý do đằng sau quyết định này cũng như chia sẻ về ồn ào vừa qua của làng Hương Sắc. Cái hành động trao trả lại chiếc vương miện của em bị đấu giá thì nó xuất phát từ tấm lòng của em dành cho các anh chiến sĩ cũng như là các ngư dân. Nên em không nghĩ là điều này lại được mọi người đón nhận và yêu quý đến như thế. Và sau khi đăng quang xong thì em cũng cố gắng nỗ lực và hoàn thiện mình hơn để được để không phụ cái sự kỳ vọng cũng như là niềm tin yêu của mọi người. Và cho đến nay thì em vẫn không cảm thấy hối tiếc về một vấn đề gì hết. Tại vì em có một suy nghĩ như thế này, chiếc vương miện quý giá nhất không phải là chiếc vương miện làm bằng vàng, kim cương hay là một loại đá quý nào, mà đối với em chiếc vương miện quý giá nhất đó chính là lòng yêu thương cũng như là sự tin tưởng của tất cả mọi người dành cho em. Trong hành trình tham gia Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 thì em cũng như các bạn thí sinh được may mắn tham gia tìm hiểu thêm về biển đảo quê hương cũng như được giao lưu và tiếp xúc với các chiến sĩ ngoài khơi xa. Thì cũng nhờ những cái may mắn đấy mà em có thêm sự hiểu biết hơn cũng như là một cái tình cảm đối với các ngư dân cũng như là các anh chiến sĩ. Thì đó cũng chính là một trong những lý do mà ngay đêm đăng quang, khi mà cảm xúc dâng trào và vỡ òa như thế thì em, điều đầu tiên thì em nghĩ ngay đến các hình ảnh các anh chiến sĩ và em muốn là mình sẽ dành một cái điều gì đấy ngay lúc này, đó chính là dùng chiếc vương miện thứ quý giá nhất mà ngay lúc đấy em có, thì em quyết định là trao trả nó lại cho ban tổ chức và quyết định đấu giá. Và hành động này thì xuất phát từ tấm lòng chân thành muốn trao đi của em. Về Việt Nam sau thời gian dài ở Angola, Quang Linh Vlog cùng bạn bè đã lên kế hoạch kết hợp cùng ekip của Hoa hậu Thùy Tiên thực hiện dự án từ thiện tại điểm trường Hà Giang. Bên cạnh hành trình thực hiện dự án thiện nguyện và xây dựng trường học cho những tỉnh vùng sâu vùng xa, chia sẻ mới đây của Quang Linh khi hé lộ về chi phí của chuyến đi đã nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận.
Trên fanpage, anh đăng tải một số hình ảnh trong chuyến từ thiện và thông báo mưa gió đường sạt lở, nền đất trơn trượt, Team Việt Phi hội ý nhiều lần và quyết định vẫn cố gắng thay đổi các phương tiện phù hợp để đến điểm trường Xéo Hồ, Sơn Vĩ, tỉnh Hà Giang, khánh thành bàn giao cơ sở vật chất cho các em học sinh. Tổng kinh phí cho các hạng mục, trường học, bàn ghế, sách vở, tủ sách, cơ sở vật chất hơn 700 triệu đồng. Quang Linh Vlog cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị tại Hà Giang đã hỗ trợ Team Châu Phi. Được biết, Hoa hậu Thủy Tiên và Quang Linh Vlog cùng Team Châu Phi di chuyển đến điểm trường Xéo Hồ thuộc xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tại đây, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cùng các thành viên Team Việt Phi vui mừng khi thấy diện mạo mới của ngôi trường sau khi hoàn thành việc xây dựng. Trước đó, Hoa hậu Thủy Tiên đã cùng Team Việt Phi khởi động dự án thiện nguyện xây dựng trường học cho các tỉnh vùng sâu vùng xa vào khoảng tháng 2 năm 2023. Trong đó, điểm trường tại tỉnh Hà Giang là nơi đầu tiên dự án được thực hiện. Trước khi khởi công xây dựng trường, Hoa hậu Thủy Tiên cùng Team Việt Phi đã đến đây thực hiện chuyến khảo sát kết hợp hỏi thăm tặng quà Tết cho thầy cô cùng các em học sinh vùng cao. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin diễn viên Việt Anh bị vợ cũ tố là không hỏi han và chu cấp cho con chung của hai người trong suốt một năm qua. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận, có tới hàng nghìn bình luận hướng mũi dùi chỉ trích tới diễn viên Việt Anh. Theo đó, vào ngày 10 tháng 8, tài khoản Facebook có tên Hương Trần được cho là vợ cũ của diễn viên Việt Anh gây chú ý khi tố nam diễn viên không hỏi han, chu cấp cho con chung của hai người trong suốt một năm qua. Đến tối ngày 11 tháng 8, diễn viên Việt Anh cho biết đã liên lạc với người vợ cũ và sẽ tìm cách xử lý câu chuyện giữa hai người. Trước đó, Hương Trần chặn mọi kênh liên lạc và tuyên bố không muốn nói chuyện với nam diễn viên Việt Anh. Theo diễn viên Việt anh và vợ ly hôn vì những mâu thuẫn bất đồng quan điểm không thể dung hòa và cứu vãn. Dù không còn là vợ chồng, nhưng anh luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy và cho con cảm giác bố mẹ vẫn ở bên. Sau khi ly hôn, nam diễn viên luôn cố gắng chu cấp đầy đủ, trong đó bao gồm 20 triệu đồng tiền ăn cho con trai, 15 triệu đồng tiền thuê nhà của vợ cũ và con trai. Số tiền còn lại là tiền học, bảo hiểm và các chi phí khác. Đến đầu năm 2023, sau khi cùng người yêu mua nhà mới, vợ cũ vẫn đòi hỏi anh chu cấp tiền thuê nhà. Điều này khiến diễn viên Việt Anh không đồng ý, do vợ cũ đã có cuộc sống riêng nên anh chỉ lo cho con. Và điều này khiến cho vợ cũ của nam diễn viên thay đổi thái độ. Ngoài ra, giữa Việt Anh và vợ cũ cũng không tìm thấy tiếng nói chung trong việc chọn trường cho con. Thậm chí, Hương Trần còn cấm Việt Anh và mẹ của anh không được gặp con trai. Vì lý do đó nên nam diễn viên quyết định dừng chu cấp từ tháng 3 năm nay.